Xin kính chào quý ông bà anh chị em đã quay trở lại cùng kênh Công giáo New. Để ủng hộ cho kênh, kính mong ông bà và anh chị em hãy đăng ký kênh và nhớ bật chuông thông báo để đón chờ những video mới nhất của kênh. Kỷ lục 10 giám mục có tuổi thọ lớn nhất tới thời điểm hiện tại. 1. Giám mục An Tôn Nguyễn Văn Thiện Sinh năm 1906 và mất năm 2012 là một giám mục công giáo người Việt từng đảm nhận vai trò giám mục tiên khởi giáo phận Vĩnh Long trong thời gian từ năm 1960 đến năm 1968. Hiện tại Ngài là giám mục cao tuổi nhất của Giáo hội Công giáo Roma từ năm 2005 cho tới khi qua đời vào năm 2012. Hưởng thọ 106 tuổi. 2. Giám mục Mika E. Nguyễn Khắc Ngữ Sinh năm 1909 mất năm 2009 là một giám mục người Việt của Giáo hội Công giáo Roma. Ngài từng đảm nhiệm vai trò giám mục chính tòa tiên khởi của giáo phận Long Xuyên từ khi thành lập cho đến khi hồi hưu năm 1997. Ngài hưởng thọ 100 tuổi tròn. 3. Giám mục gia cô B. Nguyễn Văn Mầu, sinh năm 1914 mất năm 2013, là một giám mục của giáo hội công giáo Roma tại Việt Nam. Ngài Nguyên là giám mục chính tòa của giáo phận Vĩnh Long trong hơn 30 năm, từ năm 1968 đến năm 2001. Ngài hưởng thọ 99 tuổi. 4. Giám mục ti Bautista Bùi Tuần sinh ngày 21 tháng 1 năm 1927 tại Cam Lai, Thái Bình, là một giám mục Công giáo người Việt. Ngài từng đảm nhiệm trước giám mục phó rồi giám mục chính tòa Giáo phận Long xuyên từ năm 1975 đến năm 2003. Hiện tại ngài vẫn còn sống và hiện tại ngài 97 tuổi. Năm. Giám mục Phêrô Trần Thanh Trung sinh ngày 10 tháng 11 năm 1926 mất ngày 10 tháng 9 năm 2023 là một giám mục của giáo hội công giáo Roma tại Việt Nam. Ngài từng đảm trách vai trò giám mục chính tòa của giáo phận Con Tum trong 8 năm năm từ năm 1995 đến năm 2003. Trước đó, Ngài còn đảm trách vai trò giám mục phó giáo phận này từ năm 1981. Ngài hưởng thọ 96 tuổi. 6. Giám mục Paolo Magia Cao Đình Thuyên sinh ngày 7 tháng 1 năm 1927 mất 29 tháng 8 năm 2022, là một giám mục người Việt Nam của Giáo hội Công giáo Roma. Ngài từng đảm trách vai trò giám mục chính tòa của giáo phận Vinh trong suốt 10 năm từ năm 2000 đến năm 2010. Ngài hưởng thọ 95 tuổi. 7. Giám mục Phao Lô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1930 mất năm 21 tháng 11 năm 2023, là một giám mục công giáo Roma người Việt Nam. Ngài từng đảm trách vai trò giám mục chính tòa của giáo phận Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2006. Trước đó, Ngài cũng từng đảm nhận vai trò giám mục phó giáo phận Đà Nẵng trong năm 2000. Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ngài từng đảm trách vai trò Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh, nhiệm kỳ 2001-2004. Ngài hưởng thọ 93 tuổi, 8. Giám mục Phao Lô Bùi Chu Tạo sinh năm 1909 mất năm 2001 là một giám mục công giáo người Việt Nam. Ngài từng đảm nhận vai trò giám mục chính tòa tiên khởi của giáo phận phát diệm trong suốt gần 40 năm, từ năm 1960 đến năm 1998. Trước đó, Ngài là linh mục giám quản tông tòa trong 3 năm trước khi được chọn làm giám mục, đảm nhận vị trí giám quản tông tòa của hạt đại diện tông tòa phát diệm. Ngài hưởng thọ 92 tuổi. 9. Giám mục Phaolô Lê Đắc Trọng, sinh năm 1918 mất năm 2009, là một giám mục người Việt Nam thuộc Giáo hội Công giáo Roma. Ngài từng đảm nhận vai trò Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội trong 12 năm, từ năm 1994 đến năm 2006. Ngài hưởng thọ 91 tuổi. 10. Du xe Phạm Văn Thiên, sinh năm 1907 mất năm 1997, là một giám mục của Giáo hội Công giáo người Việt Nam nghĩa là giám mục tiên khởi của giáo phận Phú Cường, cũng nguyên là giám đốc đại chủng viện Thánh Du xe Sài Gòn, ngài hưởng thọ 89 tuổi. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem hết video này. Một lần nữa để ủng hộ cho kênh, kính mong quý ông bà và anh chị em hãy nhấn vào nút đăng ký theo dõi và nhớ bật chuông thông báo để đón chờ những video mới nhất của kênh. Kính chúc quý ông bà và anh chị em nhiều hồng ân của Thiên Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em trong những video sau.